diễn biến phức tạp của bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona, gọi tắt là nCoV. Tối ngày 3 tháng 2 năm 2020, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu, Phó Giám đốc Sở Y tế Trần Văn Lường và Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Dương Ân Hận đã trực tiếp trao đổi, giải đáp nhiều thắc mắc của người dân xoay quanh vấn đề này thông qua chương trình đồng hành cùng nhân dân với chủ đề Corona những vấn đề cần lưu ý người nhiễm virus corona có các triệu chứng cấp tính như ho sốt khó thở có thể diễn biến đến viêm phổi nặng suy hô hấp cấp tiến triển và tử vong đặc biệt là những người có bệnh mãn tính suy giảm miễn dịch hiện bệnh này chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vaccine phòng bệnh nên chủ yếu chỉ điều trị triệu chứng phát hiện và xử lý kịp thời tình trạng suy hô hấp suy thận và các tạng khác đây là bệnh truyền nhiễm nhóm a nguy cơ ở mức độ khẩn cấp toàn cầu trong khi chưa có thuốc điều trị và vaccine phòng bệnh thì cách phòng chống bệnh hiệu quả nhất chính là giữ gìn vệ sinh sạch sẽ thường xuyên rửa tay bằng xà phòng không nên chạm tay vào mắt mũi miệng hạn chế tiếp xúc với những người bị ho sốt khi tới chỗ đông người hoặc tiếp xúc với người có triệu chứng bệnh nên đeo khẩu trang đối với các loại khẩu trang dùng một lần cần dứt bỏ ngay vào thùng rác sau khi dùng và sau khi bỏ khẩu trang cần rửa tay sạch sẽ Quán triệt tinh thần chỉ đạo quyết liệt khẩn trương của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, sáng nay ngày 4 tháng 2 năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng chống dịch bệnh diêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nCoV gây ra tới 12 điểm cầu của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu đánh giá cao tính chủ động của ngành giáo dục Đồng thời chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm các chỉ đạo của ngành, nhất là các biện pháp vệ sinh phòng bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế. Tập trung tuyên truyền, hướng dẫn giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên và phụ huynh các biện pháp phòng chống dịch bệnh, chủ động phát hiện sớm các dấu hiệu liên quan đến dịch bệnh để xử lý kịp thời, không để lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc bệnh. Tại hội nghị, đại diện ngành y tế đã hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh như vệ sinh bàn ghế, bề mặt tiếp xúc với bàn tay học sinh, đeo khẩu trang nơi đông người, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, trường hợp cần thiết thì phun xịt thuốc khử trùng, dần dần. Đồng chí Lê Thành Công, trưởng ban nhân dân tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh vừa đến thăm, động viên các đội tình nguyện phòng chống dịch corona tại huyện Hồng Ngự, huyện Tân Hồng và thị xã Hồng Ngự. Đây là những khu vực có đường biên giới giáp với các tỉnh của Dương quốc Campuchia. Tại huyện Hồng Ngự, đội tình nguyện phòng chống dịch corona tổ chức phát khẩu trang, tờ rơi, hướng dẫn phòng bệnh cho người dân qua lại ở Bến Đò Thường Phước, Vĩnh Sương, xã Thường Phước 1 và trạm kiểm soát biên phòng Ba Nguyên thuộc đồn biên phòng Cầu Muốn, xã Thường Thới Hậu A. Trạm kiểm soát biên phòng Mộc Rá thuộc đồn biên phòng Bình Thạnh, xã Tân Hội, thị xã Hồng Ngự lực lượng đoàn thanh niên thị xã và bộ đội biên phòng đã phát hơn 2.000 khẩu trang và 1.000 tờ rơi. Đoàn thanh niên Quyện Tân Hồng, bộ đội biên phòng và hải quan tỉnh đã phát hơn 1.000 khẩu trang y tế cho người dân qua lại khu vực cửa khẩu quốc tế Vinh Bà, xã Tân Hậu Cơ, huyện Tân Hồng. Để hỗ trợ các đội tình nguyện thực hiện nhiệm vụ nâng cao nhận thức người dân trong phòng ngừa virus corona, Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và tỉnh đoàn đã hỗ trợ 5.000 khẩu trang y tế cho các đội đồng thời kêu gọi các nhà hảo tâm tổ chức tiếp tục ủng hộ hoạt động này hôm nay ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân quyện tâm nông đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện công tác phòng chống bệnh corona cho lãnh đạo các ban ngành đoàn thể quyện chủ tịch và phó chủ tịch ủy ban nhân dân trưởng trạm y tế các xã thị trấn của quyện theo đó các xã thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền đến từng hộ dân chủ động phòng chống ngăn ngừa dịch bệnh corona các dấu hiệu, triệu chứng nhận biết người nhiễm bệnh, đeo khẩu trang và rửa tay bằng cồn đúng cách, nhằm tạo chuyển biến nhận thức mạnh mẽ trong cộng đồng, các kiến thức về đường lây truyền, vệ sinh cá nhân, cách ly bệnh nhân, để mọi người tự giác thực hiện tốt các biện pháp phòng chống bệnh. Văn bản chỉ đạo mới đáng chú ý Hôm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Y tế nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện quyết định số 237 của Bộ Y tế về việc ban hành kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, nCoV. Có 4 cấp độ từ thấp đến cao. Cấp độ 1, có trường hợp bệnh xâm nhập. Cấp độ 2, dịch bệnh có lây nhiễm thứ phát trong nước. Cấp độ 3, dịch bệnh lây lan trên 20 người mắc trong nước. Cấp độ 4, dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng với trên 1.000 người mắc. Quỹ ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2022. Theo đó, hàng năm các thành viên ban chỉ đạo cấp tỉnh, cơ quan ban ngành, đoàn thể tỉnh dẫn động ít nhất 30% cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên tham gia hiến máu tình nguyện. Các trường đại học cao đẳng chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, tổ chức từ hai đợt hiến máu tình nguyện trở lên trong năm. Riêng ban chỉ đạo huyện thị xã thành phố căn cứ vào chỉ tiêu được giao xây dựng kế hoạch tổ chức các đợt hiến máu hàng năm.